Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pezone TV. Thật nhanh chóng, 7 ngày đã trôi qua và hãy cùng đến với đọc báo cùng Pezone TV số thứ 10. Mở đầu như thường lệ vẫn là mục tin tức chung. Trong khi sức hút của GTX 1080 thì chưa thể thuyên giảm, thì mới đây AMD cũng đã công bố thời gian ra mắt cũng như là thời gian giới thiệu sản phẩm mới nhất của hãng, coi là đối thủ của card đồ họa GTX 1080 của Nvidia. Như những thông tin trước đây, chắc chắn nó sẽ là một card đồ họa sử dụng GPU Polaris mới nhất, nhằm thay thế cho các thế hệ GPU 28nm đã lỗi thời. Đầu tuần tới thì tại Computex 2016, khai mạc vào ngày 31 tháng 5 tại Đài Bắc, Trung Quốc, AMD sẽ chính thức ra mắt Vega mới sử dụng GPU Polaris. GPU này sẽ dựa trên tiến trình 14nm tân tiến. Các thế hệ card đồ họa sử dụng kiến trúc mới này sẽ mang lại hiệu năng sử dụng cao hơn nhiều so với dòng Vega cũ. Cụ thể thì cùng với lượng điện năng tiêu thụ, Polaris tạo ra sức mạnh gấp 2,5 lần so với GPU 28nm. Với những người hâm mộ và yêu thích AMD thì đây sẽ là một sự kiện rất đáng mong chờ. Với một chiếc laptop thì kể cả là để chơi game hay dùng văn phòng thông thường đi chăng nữa thì kích thước màn hình 17 inch đã là khá to rồi. Tuy vậy, Acer lại không nghĩ như vậy. Có một số nguồn tin cho rằng họ sắp sửa ra mắt mẫu laptop mới có kích thước màn hình lên tới 24 inch. Đặc biệt hơn nữa, rất có thể mẫu này sẽ sử dụng card đồ họa được cho rằng là mạnh hơn GeForce GTX Titan X của Nvidia. Acer còn thẳng thừng nói rằng đây sẽ là chiếc laptop mạnh nhất hành tinh. Để chứng minh cho lời khẳng định của mình thì họ đã tung ra kết quả chạy thử phần mềm 3D Max của chiếc laptop này. Điểm số của nó đạt ngưỡng hơn 20.000, vượt quá chỉ số của Titan X. Chiếc laptop này chính thức được liệt vào danh sách đối thủ đáng gờm của thế giới laptop chơi game cũng như là máy tính bảng. Acer cũng chưa công bố là hãng có sản xuất đại trà dòng laptop chơi game này hay không, nhưng chỉ biết rằng câu trả lời cho sản phẩm bí ẩn này sẽ có vào sự kiện Computex tuần sau. Tin tức cuối cùng trong mục tin tức chung đó là hãng màn hình nổi tiếng thế giới Dell vừa cho ra mắt màn hình có kích thước lên tới 43 inch và có thể chia ra làm 4 màn hình Full HD độc lập. Với xu hướng sử dụng nhiều màn hình máy tính một lúc đang gia tăng thì Dell đã ra mắt chiếc màn hình máy tính P4317Q. Đây là chiếc màn hình có kích thước lên tới 43 inch và có độ phân giải là 3840x2160 pixel. Thế nhưng tính năng đặc biệt nhất của nó đó chính là khả năng chia thành 4 màn hình Full HD độc lập, mỗi chiếc thì có kích cỡ là 21 inch. Với tính năng này thì người dùng sẽ được sở hữu 4 chiếc màn hình Full HD không hề có viền, đem đến một trải nghiệm tuyệt vời. Cùng với đó thì nó cũng có 4 cổng kết nối và điều tuyệt vời là bạn có thể sử dụng nhiều đầu vào cùng một lúc. Nếu như bạn có 4 hệ thống máy tính riêng biệt thì cũng có thể hoàn toàn sử dụng trên một chiếc màn hình này. Trải nghiệm của nó nghĩ đến thôi đã thấy phê rồi, nhưng cái giá của sự phê này có vẻ hơi bị cao, lên tới 1349 đô lận. Thông tin vừa rồi thì cũng đã kết thúc mục tin tức chung, hãy cùng chuyển sang mục tin tức gaming gear. Quả thật thì sau 2 tuần quá nhàm chán và không có tin tức gì nổi bật thì thị trường gaming gear đã bắt đầu sôi động trở lại với hàng loạt tin tức mới. Hãy cùng điểm qua. Nếu các bạn còn nhớ trong các bản tin trước thì mình đã nhắc đến Razer Thread, sản phẩm thiết bị gaming gear chuột bàn phím dành riêng cho phòng khách của Razer. Thì Corsair, một hãng sản xuất gaming gear cũng gọi là khá lớn trên thị trường, cũng không chịu kém cạnh và cho ra một sản phẩm có tên là Lapdog. Thực ra thì sản phẩm này trên website của hãng cũng được khá lâu rồi. Khác với Thread của Razer thì Lapdog chỉ là một cái khay và có một bàn di chuột, cùng với đó là ba cổng USB 3.0, không có sẵn chuột và bàn phím như của Razer Thread. Nếu các bạn muốn dùng thì phải cắm vào. Ưu điểm của Lapdog là các bạn có thể tận dụng chính cái bàn phím và chuột nhà mình đang sử dụng để từ đó thay vào. Lapdog có 3 cổng USB 3.0 để các bạn có thể kết nối những món trên hoặc thêm nhiều món đồ khác như là tai nghe hay sạc điện thoại. Ở bên dưới thiết bị này thì có một tấm đệm để có thể tạo sự thoải mái khi sử dụng và nó cần được kết nối với một máy tính thông qua cáp. Không biết sản phẩm này có nặng hay không, nhưng nhìn thiết kế của nó thì thực sự là quá hầm hố và hoành tráng, không được tinh tế và trang nhã như của Razer. Nhưng được cái là bạn có thể gắn phím cơ vào đây nếu thích. Giá bán của nó cũng là 120 đô, chỉ rẻ hơn Razer là 40 đô mà thôi. Vừa rồi thì hãng gaming gear nổi tiếng ở Đài Loan đó chính là Ducky đã cho ra mắt bộ catalog 5 sản phẩm mới tinh của mình trong năm 2016. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng mẫu một. Đầu tiên là sản phẩm tiếp theo trong dòng size đã quá nổi tiếng của hãng. Ducky size 6 sẽ có một vài điểm mới như là thiết kế mới, có phần giữ dây chuột để gắn kèm, keycap PBT double shot chứ không phải là ABS nữa. Và thêm vào đó là hỗ trợ phần mềm điều khiển của Ducky. Không biết thông tin này có chính xác hay không, nếu chính xác thì đây là một điều rất tuyệt vời vì có vẻ người sử dụng Ducky đã chờ đợi một phần mềm điều khiển khá lâu rồi. Tiếp theo đó là Ducky Year of the Monkey, phiên bản đặc biệt dành cho năm con khỉ, nhưng mình nghĩ là sản phẩm này phải cuối năm nay mới bán ra, giống như phiên bản đặc biệt của các năm trước. Thứ ba là bàn phím số Ducky Pocket. Nó là một bàn phím 5 pad khá độc đáo với màn hình hiển thị và hệ thống LED RGB. Chiếc bàn phím cuối cùng trong bộ mới này đó là Ducky Air Bluetooth, bàn phím cơ 60% có LED đơn sắc. Và cuối cùng là chuột Ducky Secret M. Điểm khác biệt với dòng cũ là nó chỉ khác là vỏ được làm bằng PBT Double Shot thay chiếc Ducky bằng hình con vịt. Có vẻ như cũng chả có gì hot lắm vì chiếc Ducky Secret trước cũng không nổi bật và không được nhiều người ưa chuộng. Mình sẽ đưa đến cho các bạn thông tin chi tiết ở những bản tin sau. Tin tức cuối cùng trong mục tin tức gaming gear đó là iRob, nhà sản xuất gaming gear quá nổi tiếng với những sản phẩm bàn phím giả cơ được nhiều người trên thị trường ưa chuộng, vừa cho ra mắt một sản phẩm có tên là iRob Fun ở bên thị trường Trung Quốc.
Nó là một miếng phủ lên bàn phím cơ có kiểu một miếng ghép hình Lego như các bạn đang thấy trên màn hình. Với lớp phủ này thì các bạn có thể gắn các miếng đồ chơi xếp hình lên đây để trang trí cho bàn phím của mình. Với sản phẩm này thì người dùng có thể thỏa sức sáng tạo cũng như thỏa sức đốt tiền. Hứa hẹn nó sẽ còn tốn kém hơn cả việc chơi keycap, vì nếu bạn mua đồ chơi Lego chính hãng, không phải hàng tàu thì mức giá của nó cũng không hề rẻ một chút nào. Đây sẽ là một trào lưu mới cho những người yêu thích phím cơ sau trào lưu keycap. Tin tức vừa rồi thì cũng đã kết thúc mục tin tức Game Gear, hãy cùng chuyển sang mục tin game. Các bạn cũng đã biết thì trong các số đọc báo cùng Playzone TV gần đây thì mình liên tục đưa tin về tựa game Overwatch, cũng là do sức hút cực kỳ lớn của tựa game này. Sản phẩm mới này của Blizzard đã tạo nên một con sốt thực sự trên thị trường hiện nay. Nếu không nói đến CS:GO thì có thể nói đây là tựa game thu phí thu hút người Việt Nam nhất và có lẽ là cũng được nhiều game thủ mua nhất, mặc dù mức giá của nó lên tới cả triệu đồng. Trước khi game ra mắt vào ngày 24 vừa rồi thì hầu hết các shop game bản quyền, kể cả shop lớn hay shop nhỏ, đều rơi vào tình trạng khan hiếm cốt kích hoạt do nhu cầu game thủ là quá lớn. Đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra giữa các game thủ, đó là việc có nên mua tựa game này hay không. Một bộ phận thì cho rằng đây là một tựa game rất hay, có triển vọng và đáng đồng tiền bát gạo. Hơn nữa, nó còn từ một nhà phát hành lớn và chắc chắn là hiện tượng hack cheat cũng như công tác chăm sóc người chơi của nhà sản xuất này sẽ được làm rất chặt chẽ và cẩn thận. Với bên còn lại thì cho rằng 900.000 là một khoản tiền khá phí phạm để bỏ ra một tựa game online, và họ đưa ra các lý lẽ khá buồn cười dạng như là sao không để tiền đó để làm từ thiện hay là mua chỉ tổ phí tiền. Chưa cần biết bên nào đúng, nhưng có một thực tế là group của tựa game này đang có thành viên lên tới 5.000 và đang tiếp tục gia tăng, cho thấy cơn sốt thực sự có tên Overwatch không chỉ trên thế giới mà cả ở Việt Nam. Đây là một tín hiệu khá đáng mừng khi dần dần game thủ Việt cũng sẽ bắt đầu có ý thức hơn về việc sử dụng game bản quyền, cũng như cộng đồng sử dụng game bản quyền của Việt Nam sẽ lớn mạnh hơn. Nhờ đó mà các nhà sản xuất sẽ chú ý hơn đến thị trường Việt Nam. Và biết đâu đó, có thể trong tương lai sẽ có một hãng lớn làm tựa game trong đó mang nội dung Việt. Nhắc đến game Việt thì vừa có một tựa game mới toanh được công bố, đó là Battle Splat đang trong giai đoạn phát triển. Như các bạn cũng đã biết thì với sự kiểm duyệt cực kỳ khắt khe của thị trường game bắn súng Việt Nam hiện nay thì nhóm phát triển quyết định sẽ cho tựa game của mình sử dụng súng nước để qua được kiểm duyệt. Cùng với đó thì để giảm tối đa tính bạo lực, khi bị hạ gục thì nhân vật lại chỉ ngồi sụp xuống đất chứ không phải là ngã lăn ra như trong nhiều game bắn súng khác. Thì Battle Splat là tựa game bắn súng góc nhìn thứ 3 với nhiều pha hành động sử dụng súng nước để bắn. Game là sự kết hợp giữa các yếu tố cổ điển với hệ thống bắn súng theo class hiện đại, tạo ra trải nghiệm thú vị và cân bằng. Hiện tại thì Battle Splat vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa ấn định thời điểm ra mắt cụ thể. Biết đâu, sau khi tựa game này được thương mại hóa thì chúng ta sẽ được mua các vật phẩm có tính sát thương cao hơn như là súng bắn nước mắm, nước cống Hà Nội hay là nước thải Formosa. Theo dòng sự kiện ở Hà Nội vừa bị lụt lội ngày vừa qua thì fanpage có tên là Bảo vệ nhà chính, một trang Facebook được cộng đồng Dota 2 rất yêu thích, đã tung ra một số bản vẽ ăn theo sự kiện này. Bộ tranh này lấy cảm hứng từ đợt mưa lớn đã làm cho Hà Nội bị ngập lụt, kết hợp cùng với các vị tướng đến từ Dota 2. Kết quả là chúng ta được những hình ảnh hài hước và ngộ nghĩnh dưới đây. Mời các bạn cùng xem qua. Như là Hero Tiny đang tranh thủ đi tắm. Lonerui thì bơi ngửa cùng chú gấu của mình, rất giống trong bộ phim Jungle Book. Bristleback thì sử dụng cái My Guy của mình để làm thuyền. Hay Fosnick thì mất hết lửa vì việc bị dính mưa. Ursaker thì cosplay bộ phim Life of Pi với việc chèo thuyền bằng cái cọc của mình. Nambipo thì tranh thủ đi lặn. Ricky thì hoàn toàn bị lộ tàng hình trong trời mưa. Mofling thì hòa vào dòng nước luôn. Thông tin vừa rồi thì đã kết thúc đọc báo cùng Playzone TV số thứ 10. Nếu các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, hãy comment ngay bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.